Vậy coi, thì chào anh chị mình nha. Thì em đang có mặt ở Châu Thành, Tiền Giang. Em đang Tiền Giang anh chị nha. Đó, dọc theo quốc lộ nè. Thì bữa nay em quay lại cái vườn chuối sáp của chú Hai để mà em chặt, để mà ngày mai có chuối mới giao lên Sài Gòn cho khách nha anh chị. Đó. Đây. Chuối sáp. Cái này thì nó ít nãy nhưng mà trái nó rất là đẹp nha anh chị. Cực kỳ đẹp luôn. Chú sáp không anh chị ha. Vườn này thì cũng mới nha anh chị, nên chú cũng đâu chưa có nhiều. Nằm theo cặp quốc lộ. Chuối giờ này thì tầm khoảng chừng 2 đến 3 tháng nữa là gộ chuối lên vườn nhiều lắm anh chị. Nhiều theo cái mức độ của vườn á anh chị, chứ không phải là số lượng nhiều nha anh chị. Đẹp cực kỳ đẹp luôn á. Đó. Đây này mình chặt để mà ngày mai này mình giao cho khách anh chị ha. Giờ đi hàng mới cho nó ngon anh chị ơi. 1-2 ngày, để 1-2 ngày trời nắng này thì chuối nó mới đẹp. Anh chị có cần chuối thì cứ alo em á. Số điện thoại em trên màn hình anh chị ha. Đó, nhà đây nha anh chị. Cách mình hạ cái chuối xuống nè. Đó. Và đây là hạ cái quầy xuống anh chị. Nói chung là cái này là không dám chỉ nha, nhưng mà mình hạ sao mà cho cái quầy chuối canh sao mà anh chị canh á, tại vì cái dòng chuối sáp á đa số nó sẽ cao. Anh chị hạ sao mà canh. Canh cái thân nè. Đó. Canh sao cho quà chú nó hạ xuống mà nó đừng có bị đụng đất, lỡ nó đập xuống nó không có bị dập trái chuối mình anh chị ha. Cực kỳ ngon anh chị nè. Chá nắng quá. Kìa, bớt nắng cho anh chị xem. Đó. Rất là đẹp. Thì vườn của chú Hai hôm nay thu hoạch chắc cũng không có nhiều anh chị, tại vì cũng mới anh chị nên nó chưa có già dữ. Cái nào già thì mình chặt, cái nào không già thôi anh chị ha, không có ép nha, ép quá cơm nó không được ngon. Quá nắng. Ừ.